Rồi, trại bò giống Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long, xin chào cô chú chị và các bạn cần xa nha. Hôm nay chị một cặp kem mẫu hết ý luôn anh chị ơi, mà chưa kịp tắm rửa nữa. Con bò hết hồ vô chân cẳng lực nè. Này về làm bò độc giống luôn cũng được. Nên bác bò nuôi cho anh chị cặp bò kem trắng trên giấy này nha. Ôi ơi, mặt nó cục, cái đầu nó cả gan, cổ nó thẳng nè, hết hồn cặp bò. Cặp bò này nằm 9 tháng tuổi nha. 9 tháng tuổi, chiều cao là 1m15 bò. Chiều cao là 1m15 bò, hai con ngang với nhau nè, anh chị thấy hai con ngang với nhau. Sườn nó lớn. Mặt cụng nha, mắt đỏ mỏ đỏ luôn, rất là đẹp. Cặp này 9 tháng tuổi nha, cân nặng là 230kg hơi con. Con này là 231, con này là 236kg hơi. Hết hồn cặp bò mẫu này. Cặp này 38.500 nha. 38.500 cho cặp bò kem mẫu này. Hết ý luôn anh chị, cạnh đuôi nó bự. Giò bự mà dai đâu đít đâu. Cái lưng nó cả gan. Như thế nó xịt mô tơ nó tắm xịt. Mới xuống xe quay luôn, hết hồn cặp bò đô pin. 38.500 nha. Anh chị cần xa mà cần bò vô béo liên hệ cho mình. Đứng như lực sĩ. Nhìn hết không đi. Rồi mình quay thêm 5 con nha. 5 con nha, 1 con 3B. 4 con kem nha, 1 con B, 4 con kem. Thì giá tiền nó rất là mềm nha anh chị. Bò này nằm 6 tháng tuổi nha. Ăn rất là mạnh nè, cô chú chị thấy gom nó ăn nè. Một chiều cao 1m2 bò. 5 con này chiều cao đều như nhau luôn, 1m2 bò. Giá là 11 triệu con. Anh chị cũng bắt con nào cũng được, mà thấy đều quá hết luôn, giá quá rẻ luôn. Tại nãy mình bán 5 con mẹ rồi. Con bò này tách mẹ rồi, không có còn bú nữa, ăn ra gì nó ăn rất là mạnh. 5 con này là giá 11 triệu con nha, 5 con 55 triệu. Bò bì mẫu. Đây, quay 5 con cho anh chị xem nha. 11 triệu con được chỗ béo nha. Chúng bò phát kem nha, xương sắc rất là lớn. Đòn dài. Giá rất là mềm nha anh chị. Anh chị thấy 5 con bò này vô thì phải tiền phải của luôn. Không thể nào mà rẻ hơn được nữa. 11 triệu con bò đực, nằm 6 tháng tuổi. Có con ba bê đó là gần 7 tháng á, thôi mình bán chung luôn, có con lẻ. Mắt hồng mỏ hồng đẹp, mặt cục nha, thấy thấy cưng luôn. Đòn dài nha. Rồi, anh chị gần xa cần bò thì liên hệ với mình nha. Chạm mình ở Mang Thích Vĩnh Long. Giao bò tới nhà cho anh cô chú anh chị luôn. Chạm mình về cái tơ cái thịt nha, mẹ con cái chữa. Đủ cỡ hết, cỡ nào cũng có chứ. Anh chị muốn mua ký hơi thì bán ký hơi, muốn mua đứng thì bán đứng. Mình mua bò thịt lại cũng vậy luôn. Cô chú anh chị xa mà không cần được thì mình mua đứng, cũng cần thì chở chứ mình cần. Ôi cặp bò này, hết hồn cặp bò này. Đòn nó dài mà xương nó lớn lưng. Rồi cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại mình nha. Chúc cho bà con mình chăn nuôi thành công nha. Lúc này cũng hơi thưa bò, kiếm bò cũng hơi khó nha anh chị. Ngày giá bò nó hơi lên tí rồi. Mình bắt giá cứng cứng chứ mình bắt rẻ không có bắt, không có bò bắt.